Sau nhiều ngày tranh tài hấp dẫn, giải Bia Carom Bao Bằng HBSF Tour 2 Cup Mintable năm 2024 đã đi đến giai đoạn quan trọng. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, các lượt trận vòng 4 đã diễn ra theo những kịch bản hấp dẫn, bất ngờ và kịch tính. Kể từ khi khởi tranh vòng loại đến nay, đây là ngày thi đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các khán giả bởi có sự xuất hiện của những cơ thủ Carom Bao Bằng hàng đầu Việt Nam. Chính điều này đã nâng chất lượng chuyên môn cũng như uy tín của giải đấu lên một tầm cao mới. Về mặt ban tổ chức thì mình rất là vui, với lại khi mình tổ chức được một cái giải mà nó quy tụ đầy đủ cơ thủ của Việt Nam mình, cái giải mình cũng rất là quy mô, nó không có thua gì mình làm một cái thua nhỏ, cho nên thể thức đánh rồi này kia nó rất là chuyên nghiệp, cho nên anh em vừa đánh được cái này mà vừa tích lũy thêm cái kinh nghiệm để đi những giải quốc tế. Mọi sự chú ý trong ngày hôm nay đều hướng về khu vực mà những cơ thủ như Trần Quyết Chiến, Bao Vương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự hay Lê Thành Tiến thi đấu. Ở bảng A, cơ thủ Trần Quyết Chiến gặp đôi chút khó khăn trong trận đấu mở màn trước Trương Quang Hào. Nhưng bằng đẳng cấp của mình, tay cờ số 1 Việt Nam đã kết thúc trận đấu với tỷ số 40-33. Tiếp đà thăng hoa, Quyết Chiến tiếp tục vượt qua cơ thủ Hoàng Đình Long để góp mặt ở vòng 16 tay cờ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, một số cái tên đi tiếp cũng đã được xác định như cơ thủ Nguyễn Như Lê, Đào Văn Ly, Phạm Quốc Thuận hay Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch World Championship Bao Phương Vinh dù đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Điểm nhấn của ngày thi đấu 4 tháng 7 chính là series 22 của Chim Mồng Thái, qua đó giúp cơ thủ sinh năm 1999 vươn lên dẫn đầu series cao điểm nhất của Tour 2. Chiều tối cùng ngày, các vận động viên tiếp tục tranh tài để chọn ra 8 tay cờ mạnh nhất tiến vào vòng tứ kết. Các loạt đấu này cùng hai trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai 5 tháng 7. Những thông tin cập nhật tiếp theo sẽ có trong bản tin của SCTV Thể thao. Kính mời quý vị khán giả đón theo dõi.